Vũ Ngọc Anh, nàng Quyên của Việt Nam, vốn là người đẹp nổi tiếng, sexy trong làng giải trí Việt. Cô luôn biết cách đón đầu những xu hướng thời trang, bất kể đôi lần bị cho là chơi trội hay sexy quá đà. Gần đây nhất, Vũ Ngọc Anh lại diện áo ngắn vô tư tạo dáng, suýt nữa lộ chân ngực, khiến người nhìn khá bối rối. Vũ Ngọc Anh vốn được biết tới với vai trò người mẫu, diễn viên khá đa dạng trong showbiz Việt. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, người đẹp gốc Nam Định đã tạm ngưng các hoạt động showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh cá nhân. Tuy ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nhưng trên trang cá nhân của mình, nàng Quyên vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống và nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào, nhưng body gợi cảm với số đo 3 vòng quyến rũ, sở hữu body tiệm cận số đo vàng, mỹ nhân họ Vũ thường chuộng mặc trang phục gợi cảm, tôn vinh tối đa lợi thế hình thể. Mới đây nhất, cô nàng lại một lần nữa khiến người nhìn đỏ mặt vì gu thời trang táo bạo vốn có của mình. Trong bộ ảnh, cô diện bộ đồ mặc tại nhà là chiếc quần ngắn và chiếc áo phông rất tốt, khoe vòng eo con kiến. Sẽ không có gì đáng nói nếu như chiếc áo không quá kiệm vải, khiến người mặc như sắp lộ chân ngực. Vốn là người đẹp nổi tiếng sexy của làng giải trí Việt, nên cô luôn biết cách đón đầu những xu hướng thời trang, bất kể đôi lần bị cho là chơi trội hay sexy quá đà. Vũ Ngọc Anh từng chia sẻ về phong cách thời trang của mình: "Thật ra vì tính cách của tôi cũng là một người mạnh mẽ, nên hình ảnh trước đó mọi người thấy sẽ có chút cá tính. Những năm tháng qua, tôi có thời gian nhìn lại bản thân, cuộc sống, lựa chọn những điều phù hợp với mình, thì tự nhiên con người tôi cũng dịu đi, từ tốn và chín chắn hơn. Tuy nhiên, dù có thế nào, tôi cũng không thể giấu được vẻ sexy vốn có của mình. Áo rất tốt, lộ underbar không phải là item mới mẻ, nhưng rất ít người đẹp dám diện. Nó bắt nguồn từ các người đẹp Hollywood với dụng ý khoe hình thể cũng như phong cách thời trang táo bạo nhằm thu hút ánh mắt người nhìn."